Hi, chào các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Storm Gaming đây. Hey hey. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mod những người anh em FNF các bạn ha. Thì mình đó là người anh em FNF Bonnie Let It các bạn. FNF mỗi dịch đó. À, thường á thì cái con này á nó sẽ không có tay các bạn ha. Do là cái tay nó bị đứt và bị hư hỏng vì một cái số chuyện xảy ra trong cái quá trình mà những người anh em khám phá cái công viên của Nightmare đó các bạn. Đó. Thì còn đây là người anh em FNF Freddy ha. Đây là người anh em FNF Bonnie Freddy nè các bạn. Đây là hả FNF Nightmare Black Freddy và người anh em Bonnie FVE các bạn ha. FVE hay FVC gì đó. Thì nhớ nhiều tên quá cho nên là mình cũng không có nhớ rõ cho lắm. Thì ngày hôm nay á, tụi mình tập trung là toàn là những anh em máu mặt không mà các bạn ha. Nhìn thằng nào nấy hả cũng đầu gấu, đầu hả heo hết trơn á đó. À, các bạn coi nè không. Đó, mình thích nhất là cái thằng hả FNF Nightmare Black nè các bạn. Với lại cái thằng này nè, đó, nó có cái đầu sọ bên dài nó đi ra như thế này nè. Nhìn rất là ngầu luôn các bạn. Đó, mình rất là thích nè. Ok. Ngày hôm nay á, thì tụi mình sẽ tập trung anh em của mình lại đây để đi qua nhà của mấy chị em và mấy người em Bonnie của tụi mình các bạn ha. Vì ngày hôm nay á, tụi mình sẽ có hẹn là đi chơi. Đi chơi đi các kiểu ấy. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ đi qua rước tụi nó. Đây nè các bạn. Thì đây là cái căn nhà của tụi mình nè. Đó, các bạn thấy ghê chưa? Căn nhà của gọi là băng đảng á các bạn ha. Đây nó có cái chữ The Lost MC nè. Đây là một cái băng đảng rất là nổi tiếng ở trong GTA 5 ấy, nhưng mà đã bị tụi mình dẹp sạch hết trơn rồi. Và tụi mình chính thức lấy luôn cái căn nhà của tụi nó luôn các bạn. Đó, để làm nơi mà gọi là cho anh em mình ra vô rồi cái kiểu ấy. Đây nè, mình sẽ cho các bạn xem những cái nhân vật cộm cán nhất ở trong cái The Lost MC nè các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Ảnh rồi nè, của tụi nó nè. Có cả con gái nữa nha các bạn. Đó, gái nè, gái nè. 1, 2, 3, 4 người con gái luôn các bạn. Thấy ghê chưa? Băng đảng ở The Lost MC là có 4 người gái luôn. Quá dữ. Nhưng mà bây giờ đã thuộc về tụi mình rồi. Không có thằng nào dám bén mảng vô đây hết. Còn hình bên đây là hình đại ca các bạn ha. Đó, hình hai thằng bên đây là hai thằng cầm đầu các bạn nghe nè. Còn bên đây á đã hả gọi là đàn em thân tính thôi các bạn, mà cũng có máu mặt ha. Còn bên đây á, nằm bên đây là hai thằng đại ca nè. Đó, thằng này thằng cầm đầu rồi các bạn, thằng ở trên cầm dao nè. Đấy, nhưng mà cũng hả bị tụi mình dẹp tan tác hết rồi các bạn, không còn bóng ma ở đây luôn. Rồi ok, bây giờ thì tụi mình sẽ đi qua nhà những người chị em Bonnie của tụi mình thôi các bạn ha. Không biết sao hôm nay hẹn đi chơi á, trời mưa quá trời mưa luôn. Mưa khá lớn luôn các bạn. Ngày hôm qua, ngày hôm kia nó mưa, tới lúc qua tụi mình đi chơi lại mưa. Quái nồi thật. Ủa còn một người anh em ở đâu rồi? À như đủ rồi các bạn ơi. Để mình chạy qua bên đó ha. Đây, nhà của những người em Bonnie của mình thì nó cũng nằm gần ở đây thôi, không xa lắm. Này trời mưa rất lớn luôn các bạn. Sấm chớp đùng đùng luôn á. Mình không hiểu sao là hả lý do là như vậy nữa. Ui. Do là trời mưa á, cho nên là ở ngoài đường á thì cũng khá là vắng người luôn á. Rất ít người các bạn ha. Đấy, sắp tới nhà của những người hả em Bonnie của mình rồi. Mình sẽ đón những người em Bonnie của mình đi chơi các bạn ha. Hết tháng của hồn rồi thì cứ mặc sức mà quẩy thôi các bạn. Mặc sức mà quẩy, mặc sức mà hả tung bay.
Đây. Đây. À. Căn nhà này nó có địa chỉ là 3671. Rất là ok rồi, anh em đi vô nhà thôi nha anh em. Đây nào. Hello. Ui. Cái vụ gì đây? Ủa cái ông này là ông nào? Tại sao á lại nằm ở trong nhà của Bonnie, nằm chết như thế này chứ hả? Anh em. Ồ, ngày hôm nay á mình sẽ cầm cái súng là Music trong Free Fire này các bạn. Các bạn có biết cái súng này là cái súng gì không? Mình chỉ nhớ là Music Free Fire thôi. Nếu các bạn biết thì các bạn hãy nhớ comment ở bên dưới để cho mình biết luôn nha. Đây. Ui, cái mặt ghê quá vậy. Cái mặt gần như là bị mất nửa cái mặt luôn á. Ui. Ê, còn thằng này nào đây? Tại sao nó đứng đây? Anh em. Ui. Ở trên tường á có hai xác ướp bị dán chả trời ơi. Người cho em Sister Bonnie. Ui. Sister Bonnie ơi, mày có sao không vậy? Ui, chết luôn rồi các bạn ơi. Người anh em hả? Phát đi nữa này các bạn. Ủa sao chết hết rồi? Ê, cái thằng này đứng đây đâu mất tiêu rồi. Chuyện gì để xảy ra đây? Còn hai thằng này á, bị treo lên tường dưới này á, là ai nữa? Ui. Này bắn vân xịt cho máu này các bạn thấy không? Là có nghĩa là thằng đó nó vẫn còn đang đứng ở đây nhưng mà nó tàn hình thôi. Ui. Mấy người anh em của mình nó bắn vậy mà máu xịt ra đều đều nhưng mà không có hiện tượng gì xảy ra hết các bạn. Really? Đây là nó còn dán hình hả chữ thập nữa này các bạn thấy không? Ở đây nó có cái đèn nữa này các bạn. Này bắn nó vẫn ra máu này nhưng mà nó không có mất tiêu rồi. À, hồi nãy mình thấy một cái hiện tượng lạ đó các bạn ơi. Các bạn biết đó là cái gì không? Là có một người phụ nữ á, treo cổ đứng ở đây nè. Quay còn sống hả? Còn sống sao lại đứng treo cổ đây má? Đây nè các bạn. Hay là muốn hù dọa tụi mình các bạn. Đeo một cái mặt nạ sát nhân nữa. Nhìn như hả cái thằng gì cầm cái cưa các bạn. Đi thôi. Đây tụi mình sẽ bắt đầu đi kiếm tiếp nha các bạn. Điều tra thử coi căn nhà này á nó xảy ra chuyện gì mà nó lại hả nhiều cái chuyện kỳ quặc tới như vậy. Đi. Thằng này lại xuất hiện nữa nè các bạn. Quỷ thằng này như là quỷ rồi á. Nè các bạn nhìn cái đầu nè. Ôi cái đầu sa tăng các bạn ơi. Đây là trái tim nó đúng không? Nhìn sao tụi mình bắn hoài á, nó không có xi nhê, nó không có bị gì luôn á. Rồi nó lại biến mất nữa nè các bạn. Quái cái nồi thật. Ui thằng này là quỷ hay là ma rồi, cũng phải là người các bạn ơi. Ui còn hai người hả, em của mình á, mày nằm đi chết luôn. Quay để mình lấy bơm mình chọi coi nó có bị gì không ha. Để mình lấy sáng nồng mình xả coi. Dạ anh em. Để mình lấy sáng nồng laser đi các bạn. Mày hả mày. Ánh sáng chết chóc. Ánh sáng của sự chết chóc. Quay ở dưới đây hả cũng quá trời đèn cậy luôn nè. Không bị gì luôn các bạn ơi. Và bây giờ tụi mình đi xuống nhà coi thử coi sao. Chứ nó cũng chỉ là hập thòa đây thôi chứ nó cũng không có làm hại tụi mình. Ui thêm một người em fatty của mình nữa. Lại phải nằm xuống. Trời ơi. Ở đây sao mà thịt gì đâu mình. Nó rớt rơi tùm lum tùm lá trơn ghê quá vậy. Ui. Lại có ai xuất hiện đây nữa rồi các bạn. Này nhìn giống hả bà ma va lắc quá vậy. Mình sẽ sử dụng súng hả tiêu diệt cái người mà có sức mạnh cực diệu á. Không biết bắn có sao nữa.
Ui, trong nhà này ngày hôm nay nó xảy ra những cái chuyện gì kỳ quá vậy? Bắn không xi dê luôn rồi các bạn ơi, không dính giáp gì luôn. Ở con nhỏ này là ai đây? Tại sao á lại xuất hiện ở trong căn nhà này? Có thêm á ông cha ở đây nữa các bạn. What? Ê, cái thằng Hề này là ai đây? Tại sao lại ngồi trong đây giết con chó của những người em Bonnie của mình luôn các bạn à? Thật là mất dạy. Trời, bắn vậy vẫn chưa chết kìa anh em. À, chết rồi. Trời, cắm nguyên cái dao cho con chó luôn, nhìn đúng ác luôn á. Ui, căn nhà này hôm nay có những người Ebony của mình, nó sẽ ra chuyện gì vậy trời? Này cha ơi, cho con hỏi á, là không biết á, là cha đứng đây làm gì? Bà này là ai? Nhà này có ghẻ là nhà của mấy đứa em của tôi mà. Hey, thì á, chính là nhà của mấy đứa em của các cậu, cho nên tụi mới đứng ở đây. Cậu có biết gì không? Vào những ngày hôm trước, thì ở trong nhà này á, liên tục xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ mà không ai giải thích được. Và những người em của cậu đã mời tôi tới đây để trừ ta. Và sau đó tôi phát hiện được cái bà này. Bà là ma chứ không phải là người. Và bà cùng với lại những linh hồn khác đã hù dọa các em của cậu và khiến cho các em của cậu phải tự tử mà chết. Đây, hãy nhìn đằng sau các cậu, lại có thêm một cái vòng xuất hiện nữa rồi đây. Ui, bất ngờ chứ ông già. Mày bắn nó không có xi nhê, không chết gì vậy? Nó là ma làm sao mà chết được? Để mình thử bắn mà này chết không? Ôi, nhỏ này chết. Ôi trời, có thêm con ma trong gương ra đó kìa các bạn. Trời ơi, nguyên con ma luôn. Ôi, chết trong tư thế gì kỳ vậy? Chết trong tư thế là dựng đứng người nhưng mắt vẫn chớp chớp kìa. Rồi cái đầu này sao giống cái đầu của hả chép được killer quá vậy? Nhưng mà cái mình thì không phải, cái đầu y chang luôn đó này các bạn coi nè. Ôi, y chang cái đầu của con chép được killer luôn các bạn ơi. Nhìn hai cái miệng đó nè, mắt thì vẫn chớp nè, chứng tỏ là nó chưa có chết các bạn ơi. Thật sự thì nó đã chết nhưng mà nó chưa chết. Quay sao nhà này nhiều hồn máu vậy? Quái vãi, tụi mình là FDF mà tụi mình nhìn cho tụi mình cũng thấy sợ nữa. Thêm bắt. Uầy, sao những người anh em này của mình á tự nhiên lại bắn nhau vậy? Bắn chết người anh em Bonnie của mình luôn. Đây nè, cái thằng này đã bắn rồi các bạn. Bất gì vậy? Ui, chuyện gì xảy ra đây? Để các bạn coi bắn ma nè. Đây, thằng này lại bắn mình rồi các bạn. Mặc dù á là tụi mình đi vô căn nhà này chung với nhau. Ui, ông này, ông cha này cũng có vấn đề rồi. Ôi, căn nhà này ghê quá các bạn ơi. Chỉ có mình là không bị thôi, còn anh em của mình nó tự nhiên cái bắn nhau loạn xạ, bắn luôn cái mình luôn chứ các bạn. Mình phải đốt căn nhà này mới được. Mình cho mấy con ma và lại mấy cái hoang an hồn trong đây là chết hết luôn các bạn ha. Đây này thì hù dọa. Đằng này cũng có cái linh hồn này, nhưng mình nó là FDF thì mình cũng không sợ lắm các bạn ha. Nhưng mà những người anh em của mình thì bị ảnh hưởng. Đây, cho tụi mày chết hết. Ma với cỏ hả mày? Ôi chạy thôi em ơi, chạy quá trời chạy luôn rồi. Ủa, ôi ghê quá các bạn ơi, căn nhà
vô hả, những người đem của mình bị thôi miên luôn mới ghê chứ. Ây da, hay là mình không bị sao á. Chờ căn nhà cháy là ok đấy các bạn ha. Sau này ma như quỷ là hả, cũng không có ai mà dám hả vô căn nhà đó để quậy nữa. Họ sẽ cứu quả ra quá trời luôn rồi các bạn. Cũng hy vọng họ sẽ an toàn ha. Rồi ok các bạn, và như vậy ngày hôm nay tập những người đem FDF khám phá ngôi nhà có ma tới đây kết thúc nha các bạn. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem được clip này. Và nếu thích thì hãy nhớ cho một like, một subscribe. Nếu như các bạn có yêu cầu hay là ý kiến thì comment ở bên dưới nha. Còn bây giờ thì mình là Stormy Gaming, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.